Trên cái dòng full gold này á thì nói chung á là đây mình bán full gold thì mình sẽ giải thích cho các bạn theo phải cái dòng full gold ha. Thì các bạn nào mà biết có một số dòng cá nào nữa mà con trống giá trị nó gần như bằng không, gần như là không có giá trị luôn các bạn. Nó cũng giống như cái dòng full gold này, thì các bạn comment với dưới để cho mọi người với lại là cho mình cũng tham khảo ha. Thì cái vấn đề này nó cũng có rất là nhiều các bạn thắc mắc luôn. Với lại là nhiều khi các bạn mua cá mà các bạn cứ nghĩ mình là lừa các bạn. Chẳng hạn như là mình báo là con trống á, con trống full gold, riêng dòng full gold này trống gen hoặc là trống đi bông gì nó cũng vậy các bạn ơi. Nó cũng là đối với mình đó là mình sẽ bán đồng giá nó từ khoảng 10.000 đến 15.000 một con tùy đó, thì nó sẽ dao động trong cái tầm giá đó thôi. Còn nói chung là cái con trống này thì giá trị nó không có nhiều hết trơn các bạn ơi. Ví dụ như bây giờ cái cặp cá full gold ha thì 100 đi, thì giá trị con trống nó tầm khoảng 10-15, thì con mái tầm khoảng 85-90, ví dụ vậy. Nếu mà các bạn mà thấy mình nói sai, mình nói không có lý, mình nói dạng như dụ các bạn thì thôi ok, coi như là tụi mình chưa có duyên đi đó. Nên các bạn cứ tìm hiểu trước đi, chứ để nhiều khi các bạn nói thì nó cũng không có hay lắm đó. Riêng cái con trống Vungon thì mình đã nói rất là nhiều rồi, giá trị nó không có bao nhiêu hết trơn á. Còn riêng cái vấn đề mà các bạn muốn mua cá trống lẻ bên mình, và mình cũng xin báo luôn là mình không có bán trống lẻ, trừ khi nào mà trống mà nó dư quá dư luôn á là mình mới bán cho các bạn thôi, chứ thật ra bình thường mình không có bán. Vì đối với mình á, kinh nghiệm mình làm cái full gold này nó rất là lâu rồi, và khi mà bày cá lên á mình thấy gần như là cá mái nhiều hơn cá trống á. Cá mái gần như là chiếm tỷ lệ tầm khoảng 60-70% luôn. Thì nó cũng có một cái lý do nữa như thế này, là con cá trống á nó hay bị nhiễm đỏ, nhiễm đuôi đỏ các bạn. Thì con cá mái rất là ít, và hầu như là mình rất hiếm khi thấy mà cá mái bị nhiễm đỏ luôn. Còn cá trống á, và khi mà nó lớn tháng xíu nó cũng sẽ đỏ đuôi, hoặc là nó sẽ bị nhiễm đỏ ở cái sai tơ, nên là những con đó mình cũng sẽ lọc ra, mình không có giao được cho các bạn. Nên là tình trạng mà thiếu hụt cá trống để bán giao theo cặp cho các bạn, và gần như là xảy ra liên tục ở những bầy cá. Thì mình chỉ bán cho bạn tầm khoảng 5 đến 10 con thêm là dữ lắm luôn á, trên một đơn hàng. Chứ mình thật sự là mình không có bán nhiều, nên là các bạn cũng thông cảm ha. Chứ để nhiều khi á, các bạn cứ nghĩ như thế này, à mình báo giá con trống giữa khoảng 10.000 15.000 con, vậy mà các bạn mua nhiều mà mình lại không bán. Đó, nó có một cái vấn đề như thế này. Đó, nên các bạn cũng thông cảm và hiểu nha. Thì các bạn cứ tìm hiểu giá trị của con trống full gold đi, chứ mình không có nói sai với các bạn được đâu.